Phương Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của kênh tin tức. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi qua mỗi bản tin. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sốc, hội nghị Trung ương 8 tổng trọng chọn người nối ngôi, sẵn sàng rời bỏ ghế nóng nếu tìm được người này. Hóa ra không phải tứ trụ thay phiên, đây mới là những nhân vật mà Tổng Bí thư muốn chọn. Có một điểm rất nổi bật trong hội nghị Trung ương 8 đó là sự cân bằng giữa trừng phạt và tương lai. Trừng phạt thuộc về quá khứ, để làm cho lòng dân, lòng cán bộ, lòng các đồng chí ổn định, không ăn vụng được đâu, ăn vụng sẽ bị phát hiện và trừng trị không thoát được đâu, trừng phạt cũng vì tương lai, phá để xây. Điều quan trọng là rút kinh nghiệm để xây dựng nhân sự cho đại hội 14 như tổng bí thư đã nêu bật, nhân sự kỳ này hy vọng sẽ có nhiều cái mới, chú trọng vào tuổi trẻ. Sự việc này khiến nhiều người bàn tán rằng cụ tổng đang chọn người để nối ngôi mình, và những nhân vật này không phải là hội tứ trụ, mà đó chính là những người trẻ có tài năng, những người trẻ có năng lực thực sự, có ý chí làm ăn và có tầm nhìn đổi mới rất căn bản còn năng lực chỉ thường thường bậc chung hay là trung bình khá thì đến tuổi về hưu cho rồi giải quyết chế độ bớt đi các trường hợp đặc biệt đó là ý chí của người lãnh đạo tối cao nhưng tất nhiên cũng gặp lực cản từ những lãnh đạo bảo thủ họ không chịu bó tay họ vẫn tìm chiêu trò để ở lại cho nên tổng bí thư vừa đấu tranh vừa dàn xếp giữa các phe nhóm và khi cần cũng phải thỏa hiệp điều quan trọng nhất là hướng đến tương lai có khả năng đổi mới nhân sự rất căn bản bởi vì Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ Việt Mỹ thành đối tác chiến lược toàn diện, để quan hệ Việt Mỹ thực sự phát huy mặt mạnh, mặt tốt của nó phải đổi mới cán bộ. Đó là điều mà lãnh đạo rút ra, bởi vì lãnh đạo hiện nay không đáp ứng được yêu cầu cho mục tiêu mới là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2045. Vì vậy, Đảng triển khai công tác nhân sự cho đại hội 14 sớm hơn so với thường lệ, sớm hơn khoảng 6 tháng. Đảng quyết tâm chọn dàn nhân sự trẻ và có những kiến thức, kỹ năng hiện đại để thực hiện tương lai. Vừa qua sau thông cáo chung Việt Mỹ, thì mới thấy một điều rõ ràng với dàn nhân sự hiện nay, lãnh đạo hiện nay, cán bộ quản lý hiện nay chưa thể phát triển. Những ngành công nghệ, những ngành công nghiệp hiện đại, sản xuất chip và các sản phẩm công nghệ cao chưa đủ tầm, nhất là sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm nước Mỹ vừa qua. Pháp luật liên quan đến bất động sản còn rất bát nháo, luật đất đai còn trồng chéo, nhiều thủ tục rắc rối. Cho nên trước mắt, chúng ta trong thời gian rất gần, Việt Nam thực sự cần một cuộc đổi mới lần thứ hai, đổi mới triệt để và sâu rộng. Để làm được điều đó thì Đảng cần công tác nhân sự và điều quan trọng nhất là 200 ủy viên ban chấp hành trung ương phải thực sự là những người có tâm, có tầm, có trình độ, có kỹ năng. Họ phải thực sự là những người có đầu óc rộng mở, có thể hợp tác với hàng triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Đó là điều mà lãnh đạo Trung Quốc đã làm được. Việt Nam gần gũi với Trung Quốc như vậy sao không học được điều này? Như vậy mới có thể thực hiện được mục đích của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden là phát triển kinh tế Việt Nam phồn vinh và hiện đại, tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo cái này việt nam có thuận lợi bởi vì có hàng trăm nghìn việt kiều ở mỹ trong đấy rất nhiều người làm việc ở thung lũng silicon và cả các nước châu âu vấn đề bây giờ là có những lãnh đạo cởi mở thực sự cầu thị và có các chế độ xứng đáng để mời gọi các chuyên gia việt kiều về nước công tác vì sao đảng chưa tin tưởng vào lớp trẻ tương lai là ở đây vì sao những người trẻ việt nam tài năng nhất và có ý chí nhất bây giờ làm trong lĩnh vực tư nhân làm cho các cơ quan tổ chức nước ngoài mà chưa đầu quân cho các cơ quan của chính phủ vì sao không có những thành phần này ở trong ban chấp hành trung ương? Đó là điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang rất quan tâm. Hôm nay ông đã nhấn mạnh phải phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Để làm được điều này, phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước ta, phải xông vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tri thức của Việt Nam là nguyên khí của quốc gia, sẽ tích cực tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để hiện đại hóa đất nước. Công việc hệ trọng nhất là thành lập các tiểu bang, mà tiểu bang quan trọng nhất là tiểu bang nhân sự và tiểu bang văn kiện. Cách đây hơn 2 tháng, Đảng đã ban hành kế hoạch số 17 về xây dựng quy hoạch ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Đầu tiên là việc phát hiện và giới thiệu 63 tỉnh thành trên cả nước, giới thiệu nhân sự quy hoạch ban chấp hành Trung ương khóa 14. So với đại hội 13 thì đại hội này được chuẩn bị sớm hơn. Bên cạnh công tác quy hoạch nhân sự cho tương lai, hội nghị lần này sẽ trừng phạt những quan tham, đặc biệt là hai nhân vật Lê Đức Thọ và Trịnh Văn Chiến. Ông Chiến từng gây ra một vụ bê bối chấn động cả nước qua việc nâng đỡ không trong sáng và có con với hot girl xứ Thanh. Và Trịnh Văn Chiến đã sơi hàng trăm tỷ đồng qua các dự án của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đặc biệt là Trịnh Văn Quyết FLC. Trịnh Văn Quyết đã được thông qua nhiều dự án bất động sản ở Thanh Hóa. Hiện nay, Trịnh Văn Chiến đang bị quản thúc và cấm xuất cảnh. Theo đúng kế hoạch thì ông Chiến sẽ bị khai trừ khỏi đảng, sau đó sẽ bị khởi tố và bắt giam. Còn Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, sau nhiều năm công tác ở hệ thống ngân hàng nước ta và cuối cùng là Bí thư tỉnh ủy, Ông Thọ đã được chăm sóc và được các đồng nghiệp chỉ điểm phanh phui hàng chục năm làm nghề kinh doanh tiền. Không hiểu bằng cách nào mà ông Thọ đã tích trữ được một số lượng tiền mặt kinh khủng, tiền mặt và cổ phiếu lên đến 4.000 tỷ đồng. Tại hội nghị lần này, dự kiến Lê Đức Thọ sẽ bị cách tất cả các chức vụ và trở lại làm quần chúng, làm phó thường dân. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết tòa đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca. Trong đó có nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kinh Giang, quê nhà ông Ca, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hội luật gia thành phố Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý, chủ tọa cho biết trước khi phiên xét xử diễn ra, có rất đông người dân đi ô tô đến tòa gửi đơn xin giảm nhẹ cho ông Đỗ Hữu Ca. Trong đơn gửi đến tòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết, trong suốt thời gian dài, giáo hội luôn nhận được sự ủng hộ, phát tâm từ thiện từ ông Ca. Ông Ca còn có nhiều đóng góp công sức và vật chất để tôn tạo, trùng tu, gìn giữ, phát huy nhiều di tích lịch sử văn hóa của thành phố và các địa phương, đặc biệt là các cơ sở di tích tâm linh Phật giáo. Còn trong đơn gửi đến tòa của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng cho biết, trong hơn 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ phó chủ tịch Hội Luật gia thành phố, ông Ca đã có nhiều đóng góp cho hoạt động và công tác phát triển hội. Nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Còn trong đơn gửi đến tòa của Công an thành phố Hải Phòng có nội dung ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành Công an thành phố Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lãnh đạo chỉ đạo, có ý thức rèn luyện cấp dưới, được cán bộ chiến sĩ quý mến. Trong giai đoạn ông làm giám đốc Công an đơn vị Công an thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Công an thành phố Hải Phòng liệt kê 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen của bị cáo Đỗ Hữu Ca tới cơ quan xét xử tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, công an thành phố Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông Đức. Phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có đơn nêu nội dung ông ca là người con của quê hương xã Kinh Giang, xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, là cán bộ công an giỏi, là nỗi khiếp sợ của tội phạm. Ông ca đã có trách nhiệm, tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện Thủy Nguyên. Đơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên nêu từ những đóng góp công hiến của ông Đỗ Hữu Ca với sự phát triển chung của huyện thể theo nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên kính đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca. Khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ, tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng. Ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo được dẫn giải đến tòa. Cựu giám đốc công an Hải Phòng mặc bộ quần áo màu xanh, mái tóc bạc trắng, dáng vẻ tiêu tụy và gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt. Trong phần kiểm tra căn cước, Ông ca cho biết mình bị bệnh đau chân. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bị cáo, chủ tọa thông báo khi viện kiểm sát công bố cáo trạng, nếu nội dung nào dài sẽ cho phép ông Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe. Sau khi thẩm tra lý lịch, khoảng 9 giờ 30 phút, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng dài gần 40 trang. Trong khi các bị cáo đứng nghe viện kiểm sát đọc cáo trạng thì ông Ca được tòa bố trí ghế để ngồi nghe vì chân bị đau. Cạnh đó, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Tám người còn lại trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Khiếp hơn 304.000 tỷ chiếm đoạt từ SCB có phải trương mỹ lan một mình ăn đủ hay chỉ là chốt thí để bàn tay đỏ hợp thức hóa chia nhau trong vinh vang thưa quý vị không ai có thể tin nổi rằng số tiền bà trương mỹ lan chiếm đoạt lớn tới mức bằng tổng tài sản của năm tỷ phú việt nam cộng lại quả thật con số thật khủng khiếp nhưng với một bà chủ tịch tập đoàn đầu tư tư nhân liệu có đủ tâm và đủ quyền lực để điều khiển quan chức từ trung ương đến địa phương thao túng tất cả các lãnh đạo ngân hàng và đoàn thanh tra như thế không thì thật sự là câu chuyện hoang đường nếu phía sau lưng bà không có một hội thế lực đỏ đứng hàng đầu đất nước có thể nói đây là vụ án vô tiền khoáng hậu Việt Nam, còn số hối lộ không chỉ dừng lại ở vài chục tỷ mà lên tới hàng trăm tỷ, chỉ cho một quan chức cục trưởng. Tới nay, ai cũng thấy vụ án vạn tình phát có rất nhiều vấn đề cần được làm rõ. Tội của bà Trương Mỹ Lan tất nhiên đã rõ 10 mươi nhưng liệu có phải một mình bà Lan ăn chọn 304.000 tỷ? Hay bà chỉ là chốt thí để thế lực đỏ hợp tác hóa số tiền chia nhau trong vinh vàng? Có phải ông Chúa Thành Hồ và thế lực phương Bắc đứng sau hay không? Hay chung cuối vụ án là ông mà vua biết mặt, chuối biết tên mà không ai dám nhắc tên? Cùng làm rõ ngay sau đây. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chi phối hoạt động của ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng, khoảng 12,36 tỷ đô la Mỹ. Ngày 17 tháng 11, bà Lan bị cơ quan cảnh sát điều tra ở Bộ Công an đề nghị truy tố về ba tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. Liên quan vụ án, 85 người còn lại bị đề nghị truy tố về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ba tội danh trên, bà Lan còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý. Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB là một loại hình công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, đồng thời là một tổ chức tín dụng hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng. Bà Lan không nắm giữ chức vụ tại SCB nhưng là người có quyền tại đây vì từ khi sắp nhập năm 2012 đến nay bà luôn nắm cổ phần chi phối từ 85% đến 91,5%, số cổ phần còn lại dưới 10% do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Theo Bộ Công an, với việc nắm cổ phần chi phối hoạt động, bố trí người thân tín dưới các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, hội đồng quản trị, ban điều hành nên mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ hoạt động của bà Lan. Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Cơ quan điều tra cho hay, dù áp dụng cách tính có lợi cho bị can, nhưng số tiền mà bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn lên đến 304.096 tỷ đồng của SCB. Đây được xác định là tiền người dân. Số tiền này đến nay, ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Theo bộ công an, từ năm 2008 đến năm 2020, các nghi phạm liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và một số công ty tổ chức còn có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo 25 gói trái phiếu có tổng trị giá hơn 30.000 tỷ đồng. Họ bán lô trái phiếu này nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt. Vụ án liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát được C03 điều tra từ ngày 7 tháng 10 năm 2022, với 4 người đầu tiên bị bắt là bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Winsor, Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần Vạn Thịnh Phát. Ngày 28 tháng 3, C03 khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước và 4 người của đoàn thanh tra liên ngành thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bộ công an đang truy nã hai cựu chủ tịch ngân hàng scb nguyễn thị thu sương và đinh văn Thành cùng năm cấp dưới kim minh dũng cựu phó tổng giám đốc scb trần thích tồn cựu thành viên hội đồng quản trị scb sân henry kazian quốc tịch trung quốc thành viên hội đồng quản trị scb lam lee georgia quốc tịch canada cựu thành viên hội đồng quản trị nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc chi nhánh bến thành scb bà trương mỹ lan bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lớn như thế nào So với quy mô GDP Việt Nam tới cuối tháng 3 năm nay, 4,7 triệu đồng, số tiền 304.096 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản tương đương 6%. Xét các chỉ tiêu về hoạt động của ngành ngân hàng, con số này bằng 2,4% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, 12,75 triệu tỷ đồng tính tới cuối quý bà, bằng 11% tổng dư nợ cho lĩnh vực bất động sản. Số tiền này cũng tương đương với tổng tài sản một ngân hàng quy mô tầm trung trên thị trường hiện nay. Như vậy, số tiền 12,53 tỷ đô la Mỹ bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB lớn hơn tổng tài sản của năm tỷ phú Việt Nam hiện ở mức 11,8 tỷ đô la Mỹ và gấp 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam ông Phạm Nhật Vượng. Tới nay, khi xác định chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan có hành vi chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, gây thất thoát hàng trăm tỷ, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt du thuyền, ô tô và bất động sản. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 589 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ phong tỏa hơn 100 tỷ đồng trong tài khoản của một số cá nhân mở tại ngân hàng SCB. Trước đó, bị can Trương Mỹ Lan đã giao các cá nhân nắm giữ số cổ phần chiếm với điều lệ công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương, tương ứng với giá trị hơn 1.204 tỷ đồng. Đến nay, C03 đã ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản mở tại ngân hàng SCB của công ty này. Cạnh đó, C03 đã tạm giữ kê biên tài sản là bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan Cụ thể, tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, có 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan cũng bị kê biên cùng việc thu giữ một số sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và đồ vật khác. Dực lửa, Đoàn Ngọc Hải bất ngờ tái xuất, tố hết sạch sân sau của thế lực 3X. Tổng trọng phát bình truy tới cùng, lệnh đinh văn và nơi vào hàng hốt mẻ lớn. Thưa quý vị, giới thượng tầng được phen nháo nhào khi dư luận dội tin ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 vừa ra mặt tố hết sân sau của thế lực 3X. Không những nắm chắc chứng cứ chí mạng, ông Hải còn phanh phui hết những vụ bê bối mà ông vua này đã thực hiện. Cùng lúc Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đứng đầu là người đốt lò, vĩ đại đã lệnh thiếu tướng Đinh Văn Nơi dồn quân vào tận hàng hốt trọ mè toàn bộ trinh sát lẫn công an xuyên đêm lật lại tài liệu và phát hiện một chi tiết liên quan đến giận người liệu cú bắt tay của hai mạnh tướng này có đem được ông quan to phía sau ra trước ánh sáng cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây Đoàn Ngọc Hải sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, nguyên phó tổng giám đốc công ty xây dựng Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trước đó ông Hải đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy công quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông nổi tiếng vì đã xung phong liên tục xuống đường trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giành lại vỉa hè trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau này chiến dịch đã lan tỏa ra các thành phố lớn khác tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, thừa nhận chiến dịch giành lại vỉa hè thất bại, ông đệ đơn từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 vì đã không thực hiện được lời hứa trước nhân dân. Sau đó quận 1 đã điều chuyển ông đi làm công việc khác nhưng ông không nhận và xin về hưu. Ông cưới quán ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hiện nay ông cư trú tại phường Đa Cao quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 5 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chính thức cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ được phân công. Sau quyết định này, ông Hải trở thành nhân viên bình thường. Phía công ty đã mời ông Hải lên làm việc và sắp xếp công việc vị trí mới. Ngày 6 tháng 12 năm 2019, ông chính thức nghỉ việc tại tổng công ty này và từ đầu tháng 12, ông Hải được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Từ năm 2021, ông Đoàn Ngọc Hải đã thành lập quỹ vì đồng bào với mục đích giúp đồng bào nghèo về xây nhà tình thương, giữa thịt cho các cháu bé, khuyến học cho học sinh, sinh viên nghèo và các hoạt động đặc biệt vì cộng đồng từ tiền lãi hàng năm khi nguồn quỹ lớn mạnh có thể giúp tiền gốc để giải cứu những vấn đề đặc biệt. Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội ngày 27 tháng 2 năm 2017, ông Hoan khẳng định ủng hộ Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải yêu cầu tháo dỡ các công trình lấn chiếm về hè là đúng pháp lý vì trước đó đã nhắc nhở nhiều lần. Ông Hoàn tin rằng quận 1 làm đúng, có điều quận làm rất quyết liệt, nhanh như cơn lốc liên tục, tạo cho chúng ta cảm giác nghi ngại về quy trình khâu quản lý là khâu quan trọng nhất bao nhiêu năm nay chúng ta xử lý không hiệu quả như bèo giặt mây trôi là do công tác quản lý đơn xin thôi việc ngày 4 tháng 6 năm 2019 của ông Hải nộp sau vài tiếng được bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên cựu phó chủ tịch quận 1 cho rằng không phù hợp với vị trí này vì không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng nếu miễn cưỡng nhận nhiệm vụ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng làm tổn thương đến uy tín của đảng tiền bạc tài sản của nhân dân Ngày 4 tháng 9 năm 2019, ông Hoàn đã ký quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân. Kính thưa quý vị, qua sốc với mạnh chối đất cảng Đỗ Hiệu Ca, cựu thủ tướng công an với hàng trăm vali tiền mệnh giá 500.000 đồng bùng ra để chạy án. Số tiền này từ đâu mà ra? Thế lực ngầm nào đứng sau đó để lo số tiền khủng lên đến hàng nghìn tỷ để chạy án cho mạnh chối đất cảng Đỗ Hiệu Ca? Liệu có phải thế lực 3X đã bị hùng thần diệt quan tham thiếu tướng Đinh Văn Nơi truy lùng các sân sau của ông này ngay tại đất Bắc? Hay có liên quan đến các quan tham trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp đường nhiệm? ngày 24 tháng 2, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu thủ tướng công an Đỗ Hiệu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức bảo kê các sòng bài của người nước ngoài, số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, ông Ca đã chiếm đoạt hàng chục nghìn mét vuông đất của nhà nước để tư lợi cho gia đình. Quyết định và lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Thưa quý vị, tên tuổi của Đỗ Hiệu Ca đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an điều tra tỉnh Quảng Ninh khi họ điều tra vụ án hình sự về cả tội ông này trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nhằm chiếm đoạt tài sản và ngân sách nhà nước. Trong quá trình điều tra có phát hiện nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Vụ án này liên quan đến một đối tượng là chủ mưu mua bán hóa đơn có tên là Trương Xuân Đức, năm 2 tuổi, quê tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thường trú tại quận Hải Nam, thành phố Hải Phòng. Ông Đức là giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Bình Dương, có trụ sở tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Theo hồ sơ điều tra, ông Đức cấu kết với công ty nhiệt điện Đông Triều trong vụ việc mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2005 đến 2021 nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Ông Đức đã thành lập và thu mua 10 công ty nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài vỏ bọc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, ông mở nhiều công ty ma tại Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng tại thành phố Đà Nẵng. Ông Đức đã dùng rất nhiều tiền để mua mối quan hệ thân thiết như anh em một nhà với Đỗ Hữu Ca. Nhờ mối quan hệ thân thiết này mà có câu nói nơi nào có Đức nơi đó có anh ta. Sau một thời gian dài hoạt động khi biết mình đã bị công an theo dõi nên đã nhờ tới lãnh chủ đất cảng đỗ hiệu ca chạy án với lời hứa tiền không phải là vấn đề để chứng minh lòng thành ông đức đã tạm ứng cho ông ca 35 tỷ đồng giao tại nhà riêng nếu số tiền trên đúng mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng việt nam thì trọng lượng của 35 tỷ sẽ là khoảng 70 kg ông đức đã bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ khi đang trên đường trở về nhà tại thành phố hải phòng sau đó cơ quan điều tra công an quảng ninh đã khởi tố tạm giam đối với ông đức và vợ của ông này là nguyễn thị ngọc anh 44 tuổi cùng với trương văn nam 33 tuổi đều trú ở hải phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nhằm chiếm đoạt tài sản nhà nước nhiều người đã bày tỏ niềm vui khi ông ta bị bắt và bị khởi tố ông vô đất cả ngày họ không tin ông ta chỉ dính vào một vụ án hy vọng rằng nhiều vụ tham nhũng hối lộ trước đây của ông ta sẽ được phanh phui